Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm và ngắm nhìn tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa JBL Model CF150, sở hữu cấu hình 2:1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke với chất âm đã quá nổi tiếng. Và chúng ta có thể thấy được rằng đây là một trong những model loa sở hữu bass 40 mang lại cho uy lực của giải trầm mà được anh em ví như là thần sấm thì hoàn toàn là không sai trên cặp loa CF150 mới và đẹp long lanh. Và đặc biệt rằng với những cặp loa này thì chúng ta có thể chơi các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại và karaoke gia đình cực kỳ là tuyệt vời với lời hát ngọt ngào tương tự như bốt 6 này bốt series 3. Nhưng uy lực của giải trầm cũng như là trung âm và check thì chúng ta thấy được rằng model này nó có uy lực mạnh mẽ hơn gấp vài lần. Điều này thì anh em cũng đã thấy được rằng nó đã rất là quen thuộc và rất là nổi tiếng với uy lực của những dòng loa có cấu hình khủng đến từ Canada hoặc là Mỹ. Công suất sở hữu ở ngưỡng 650W và phong cách nghe nhạc lẫn karaoke khá là tuyệt vời. Xin mời quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức một vài dòng nhạc quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh. Quý vị sẽ thấy được rằng nó thể hiện cực kỳ ngọt ngào ở trên. Chất âm vô cùng ngọt ngào và sự thể hiện chi tiết của cặp loa nổi tiếng 2:1 vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Xin mời quý vị cùng ngắm nhìn ở cửa ly cận cảnh với cặp loa đẹp xuất sắc trước máy quay. Sở hữu cấu hình sang trọng của model JBL CF150 đến từ California, Mỹ. Chúng ta thấy được rằng với phần thùng vân gỗ màu đen huyền bí cũng như phần mặt vân tráng men rất là đẹp và đẳng cấp. Sở hữu với kích thước phần thùng loa cao 90, ngang 48 và sâu tới 45,5. Trọng lượng nặng tới 70kg với công suất sở hữu cho cặp loa này ở ngưỡng 650W trên trở kháng 8 ohm. Độ nhạy cao tới 98dB. Rất đẹp và rất là sang trọng. Với phân khúc bass 40 tương tự như vài dòng xẻ phin Vega như DX9 thì với CF150 thể hiện chất âm khác biệt, phê hơn rất nhiều. Giải trầm đánh rất nực tiếng và cắt đuôi gọn, hoàn toàn không bị bùng đuôi như DX9.
thiết kế một bát siêu trầm 40 gân cao su đúc. Đây là sự khác biệt mà tôi phân tích rất là cặn kẽ để anh em cùng so sánh. Đó. Một bát 40 xương đúc gân cao su đúc nhá. Gân của nó là to gấp rưỡi như các dòng loa thông thường, hay ví dụ như là sạc pin Vega AT15 hay là DX9 thì chúng ta thấy được rằng nguyên cái gân này nó đã thể hiện đẳng cấp hơn rồi. Ở đây cũng là một yếu tố rất là quan trọng, thì với vài dòng loa sạc pin những cái model xem ở phân khúc tầm trung thì cái gân của nó thì khi mà chúng ta mở, mặc dù tiếng trống của nó khá là to nhưng mà quý vị phối ghép không tốt, chỉnh không tốt thì tiếng trầm của nó sẽ bị gây nên tiếng ù đuôi. Nhưng với JBL CF150, đẳng cấp của JB thì đã là đàn anh, là không bàn cãi rồi. Và với cấu hình thì là một điều rất là quan trọng. Đó, gân của nó là gân đúc cao su, nó dày hơn và to hơn, mang lại cho độ đàn hồi tốt và giữ rất là tốt màng loa theo các nhịp điệu của trống, và vậy nó sẽ không gây được tiếng ù đuôi như là các dòng sạc pin. Đây cũng là ưu điểm đầu tiên và sự vượt trội hơn các dòng loa sạc pin thông thường. Phần bên trên là một trung âm 18 gân vải tẩm dầu và được bảo vệ một cái lưới thép hoa dâu rất là đẹp, và một quả check can với đường kính của nó. Ở đây thì chúng ta thấy rằng quả check can này nó có đường kính miệng lên tới khoảng tầm 12 trên 12 cm, cổ của nó gần bằng xích soát bằng mặt loa. Nguyên logo và biểu đồ hoạt động của cặp loa CF150 có xuất xứ đến từ Made in USA. Đây là giải biểu đồ hoạt động, giải tần của âm thanh với độ nhạy 98 dB trên trở kháng 8 ohm và bát súc 40. Rất sang trọng và đẳng cấp cho cặp loa. Đó, quý vị nhìn cái bộ vân mặt trước của nó là vân tráng men, nó rất là đẹp. Đó, quý vị ngắm nhìn đi ạ. Phần bên trên thì tôi đang phối ghép cùng với một con âm ly nổi tiếng. Đây là một trong những dòng âm ly rất là quen thuộc với âm ly Denon. PMA 2000 4 la mã, model lớn hết số và cũng là hay nhất của Denon ở đầu 2000. Bắt đầu từ 2000 trơn, 2000 2 la mã, 2000 3 la mã và 2000 4 la mã là những model hết số. Với phần mặt phay nhôm đẳng cấp sang trọng, nó là dư thừa. Đó, với cấu hình khủng của con âm ly này chúng ta có thể thấy được rằng nó nặng tới 23,5 kg. Công suất trong một kênh 275 W. Anh em thấy khủng không ạ? Đánh liền một nút hai cặp loa. Liền một nút chơi được hai cặp loa luôn, đánh A cộng B. Đó, trang bị đầy đủ các tính năng đầu vào CD tuner, DVD, follow. Đó, có thấy 4 cổng vào luôn. Đó, các chế độ hỗ trợ cho âm thanh. Đây là những dòng âm ly đời cao, tiếng của nó so với các đời thấp thì nó rất là sạch tiếng và nó rất là mềm. Đó. Nó có chất âm mềm của nó gần tựa như âm ly đèn. Đó. Trang bị hai cái biến áp cực khủng luôn. Nhìn hai cái biến áp của nó choáng luôn. Hậu của nó sâu, quý vị thấy hậu sâu không ạ? Sâu bằng cặp loa luôn. Ở phần sau lưng này còn rất là mới. Tất cả các cái núm siết dây của nó đều được thiết kế mạ vàng 24K. Anh em nhìn thấy không ạ? Sáng quắc luôn. Con âm ly nó còn rất mới. Các cổng ngõ vào này, follow CD tuner, DVD này, AUX1, AUX2 để AUX2 này, DVD kiềm AUX1 này. Có tới 5 cổng vào luôn. Và có đường rè luôn này, làm đường rè luôn. Tiếng của nó mềm, làm rè rất là tuyệt. Đó, Made in Japan Denon PMA 2000 4 la mã, mới long lanh, có thể nói rằng mới như khui thùng luôn đấy ạ. Vậy không thì quý vị cũng đừng nghe tôi nói, mà chúng ta nhìn trực diện thực tế, chữ còn trắng tinh, các cái lúm chất dây, các cái rác của nó mạ vàng, nhìn của nó còn nấp nánh luôn. Bãi đấy ạ, bãi mới như thế này. Đó, đây là những dòng âm ly này thì khi mà được phối ghép với JB này thì nó là hết thuốc luôn rồi, không còn điều gì bàn luận thêm. Với cặp loa này thì anh em có thể chơi cho vừa nghe các thể loại nhạc và karaoke gia đình cực hay. Đó, ghép thêm vang và mic. Đó, vang và mic nữa thì chơi cho bộ com lê. Quá tuyệt vời. Đẳng cấp của nó là dư thừa với chất âm của giới sành nghề. Như vậy chúng ta đã thấy rõ là cấu hình mà tôi đang review chiếc máy quay cho cặp JBL CF150 đến từ California, Mỹ, mới và đẹp long lanh tới từng cm. Kết hợp với con âm ly Denon PMA 2004 la mã hết số của hãng, nguyên com lê sở hữu trưng bày
sang trọng cũng như chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke ở những không gian phòng khách lớn. Xin mời quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo một vài dòng nhạc quen thuộc mà tôi hay được đẽ trên kênh. Quý vị sẽ thấy được rằng nó thể hiện rất là ưu việt. Người yêu anh đến khi bằng đầu.